sao nó trẻ giống khoảng 20 tuổi rồi. Thế làm sao nó trẻ giống khoảng 20 tuổi rồi. Tóc này hôm nay chị muốn thay đổi như thế nào? Cái này chị nhuộm này, dập phông đây này. Nó làm sao mà nó trẻ giống khoảng 20 tuổi rồi. Thực ra thì còn muốn cả uốn ngọn nữa đúng không? Đúng không? Em hiểu. Nhưng mà chị không muốn cắt ngắn, muốn để dài như này. Ừ. Bởi vì em thấy tình trạng tóc hiện tại của chị thì nó phần ngọn ngày trước mình gảy lai khá là nhiều. Nên là tóc của chị hiện tại phần ngọn này nó rất là hư tổn. Nếu như mà mình không cắt ngắn đi thì em khuyên chị không nên uốn đâu. Bởi vì tình trạng tóc của chị nó yếu quá. Đôi khi em cố uốn lên nó không đẹp được. Thì nếu mà một là chị có thể cắt tóc ngắn, hai là nếu mà chị không thích cắt tóc ngắn thì em chỉ uốn phồng chân với cả nhuộm cho chị thôi. Thì em nghĩ như thế thì nó sẽ tốt hơn cho tóc chị. Chị xem màu tóc về dáng tóc như này được chưa? Mình thích Có xinh hơn không chị? xinh hơn, về lấy thêm mấy chồng nữa.